Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình video clip lần này. Video hướng dẫn lộ trình học tiếng Anh cho người mới bắt đầu. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một số những kinh nghiệm, một số những phương pháp để có thể học tiếng Anh ngay từ lúc đầu tiên. Có rất nhiều bạn hỏi mình rằng là bây giờ mình muốn học tiếng Anh, bây giờ em muốn học tiếng Anh thì em sẽ nên bắt đầu từ đâu? Câu hỏi của chúng ta là gì? Chúng ta nên bắt đầu từ đâu khi học tiếng Anh? Nói thật là mình vẫn còn nhớ như in cái thời mình thi đại học ấy. Mình lao đầu vào học ngữ pháp để phục vụ cho các kỳ thi. Mình còn nhớ là cái quyển mình hay sử dụng đó là quyển Grammar in Use. Học một cách như thiêu thân ấy, học mà vẫn không biết là cuối cùng mình học để làm cái gì. Còn nhớ khi là học đến được vài unit thì cảm thấy nó mông lung, nó mơ hồ và bắt đầu rối tung lên. Không thể nhớ và kết nối những gì mình đã học được lại với nhau, rời rạc và mông lung. Và rồi khi mà vào đại học thì vẫn phải làm bài kiểm tra đầu vào và cuối cùng lại bị trượt. Vậy sau đó, một thời gian mình quyết tâm là tìm ra cái phương pháp học và bắt đầu lên mạng tìm tòi những phương pháp để yêu lại tiếng Anh từ đầu. Khi mà tìm qua rất rất nhiều những tài liệu thì thấy là rằng tất cả đều có chung một cái câu trả lời, đó là chúng ta nên học phát âm đầu tiên. Mình đã từng nghi ngờ về cái câu nói này và có thể các bạn nghe đến đây các bạn cũng thấy là vậy. Cái lúc đó thì mình tự hỏi là gì, học mỗi ngữ âm thì làm sao mà có thể qua được các kỳ thi ngữ pháp ở trường, làm sao có thể đạt điểm cao trong các kỳ thi quốc tế như là IELTS hay là TOEFL hay là TOEIC, vân vân, rất nhiều những cuộc thi. Nhưng đây là một câu trả lời hoàn toàn chính xác các bạn. Lúc bạn phát âm chuẩn thì bạn sẽ nghe tốt, nghe nhiều và bắt chước theo, bạn sẽ nói tốt. Và nói tốt rồi thì ngữ pháp của bạn cơ bản chắc chắn sẽ chuẩn. Vậy thì các bạn còn chần chừ gì nữa mà không học phát âm ngay từ khi bắt đầu học một ngôn ngữ nào đó, không nói riêng gì tiếng Anh? Vậy chúng ta hãy bắt đầu yêu lại tiếng Anh từ đầu bằng việc là học phát âm đầu tiên nhé. Thứ nhất thì phát âm chuẩn thì chúng ta sẽ nghe tốt hơn. Chắc hẳn các bạn cũng có phân vân như mình và như bao bạn khác là gì, sao có rất là nhiều từ mà rõ ràng là mình biết từ đó rồi nhưng mình vẫn không nghe ra. Ví dụ như là từ restaurant, các bạn hay từ đọc từ này là restaurant, restaurant. Thực tế thì người Mỹ đọc là restaurant và có hai âm tiết và nó nhấn vào âm tiết đầu tiên. Khi nghe thấy từ này thì bạn không tìm thấy có trong cái bộ nhớ của mình nên bạn không nghe ra. Đó là lý do tại sao mà những người học tiếng Anh mà khi mà họ phát âm không chuẩn thì họ sẽ hay bị nghe sai. Và những người mà phát âm chuẩn, phát âm sõi thì họ cảm giác là nghe dễ dàng hơn. Trong tiếng Anh thì nó có rất là nhiều âm khác so với tiếng Việt. Một số âm rất là khó phát âm và khó nghe ra. Nếu như các bạn không luyện tập và không phát âm chúng chuẩn ngay từ khi bắt đầu học thì các bạn sẽ khó có thể bắt kịp và nghe trong bài nói. Và kèm theo bên cạnh những cái từ phát âm thì nó lại có vô số các hiện tượng như là biến âm, để nuốt âm và ngậm âm vân vân. Rất nhiều các hiện tượng trong tiếng Anh. Và một câu đơn giản như là câu What do you mean? What do you mean? Trên thực tế thì sẽ không bao giờ được nói một cách chuẩn chỉnh theo cách đánh vần thong thả như vậy. Từng từ một và nó phải biến tấu đại khái như là What does that mean? What does that mean? Nó nói liền what does that mean, chứ nó không đọc từng từ như what do you mean mà chúng ta hay thường đọc. Vậy thì khi mà các bạn học xong được một khóa phát âm thì các bạn cũng sẽ thấy được rằng là cái khả năng nghe của mình sẽ lên được một bậc. Phát âm chuẩn cũng là giúp cho các bạn tự tin trong giao tiếp và được tôn trọng hơn. Đặc biệt là sau này khi các bạn muốn đi làm cho các tập đoàn hay là các tập đoàn quốc gia hay các công ty nước ngoài thì cái việc phát âm chuẩn sẽ giúp cho các bạn có thể có cơ hội để nghe những người nước ngoài, những người bản xứ người ta nói một cách mà dễ dàng hơn, nghe chuẩn hơn. Thứ hai là làm sao để chúng ta có thể tự học phát âm chuẩn và hay. Phát âm tiếng Anh là thứ hoàn toàn có thể tự học mà đạt được tới cái mức gần như là như người bản xứ nếu mà bạn có động lực và sự tự giác học. Điều đầu tiên các bạn phải làm đó là có một cái gương, các bạn sẽ để một cái gương trước mặt, sau đó là các bạn sẽ quay video lại này và nói so sánh với mình cái bản nói của mình với cái bản gốc của người ta để xem cái bản chỉnh sửa nó đã tốt hơn chưa. Và các bạn sẽ học một cách kiên nhẫn cái bước này một cách cẩn thận thì sẽ có thể đạt được cái trình độ và những cái phát âm rõ ràng mà tiến triển rõ rệt so với bản thân của mình trước kia. Khi mà các bạn đã chuẩn được từng âm thì tới lúc là các bạn sẽ học theo từ,
sau từ rồi đến đoạn văn, xong đó là quan trọng nhất là khi đó các bạn phải quen miệng. Nhớ rằng là để học nhuần nhuyễn một từ nào đó thì các bạn cũng phải đọc qua nó vài chục lần. Sau bước đó thì tới bước luyện ngữ điệu. Học sinh của mình thì có rất là nhiều trường hợp dùng cách nói tiếng Việt để nói tiếng Anh. Điều đó thật là tệ hại nhất khi mà nói tiếng Anh. Điểm khác biệt giữa tiếng Anh và tiếng Việt là tiếng Anh thì có ngữ điệu lên và xuống. Cụ thể hơn là bạn đưa cảm xúc vào câu nói của mình. Cách nhanh nhất và hiệu quả nhất đó là nhại phim. Phim tốt nhất thì các bạn có thể nhại đó là Friends. Vì giọng của họ rất là chuẩn, phim có tính nhân văn cao và rất là hài hước, nhẹ nhàng, dễ xem, dễ hiểu. Và khi mà các bạn nhại phim đó xong thì các bạn có thể bắt chước được những câu nói của người ta ấy. Và bản thân mình cũng vậy, nhại cũng phải nhại phim tới cả 100 lần cái phim đó. Vì nhại quá nhiều nên khi vào hoàn cảnh và ngữ cảnh mình có thể nhớ như in những cái cấu trúc mà họ diễn đạt. Điều đó rất là dễ dàng để chúng ta có thể nhớ. Chúng ta có thể thấy là một mũi tên chúng rất là nhiều đích. Ví dụ như là chúng ta có thể nhớ từ mới này, luyện nghe này, luyện ngữ điệu mà hiểu thêm cái văn hóa nước của họ. Có một cách khác đó là mình chia sẻ với học viên của mình đó là gì? Lúc nói thì cố gắng thêm dấu sắc hoặc dấu huyền vào câu nói thì những gì mình nói ra nó sẽ có màu sắc hơn so với rất nhiều những cái mà mình không thêm một cái gì. Và hệ quả của cái việc phát âm sai rất là lớn vì nó sẽ hình thành vào những thói quen phát âm lệch lạc rất khó sửa sau này. Giống như uốn cây ấy, thì chúng ta phải uốn ngay từ khi còn non. Giống như trước kia mà mình học thì hầu như là phát âm sai hoàn toàn. Lên đến đại học mình phải chỉnh sửa rất là nhiều, phải luyện tập rất là nhiều hàng ngày thì mới có thể chỉnh sửa được cái khả năng phát âm của mình. Vậy thì nếu mà bạn đang ở cái vạch xuất phát trên con đường chinh phục tiếng Anh thì phát âm chính là cái đích đầu tiên mà bạn cần hướng đến. Và nếu như bạn chỉ cần sẵn sàng học một khóa phát âm duy nhất thì hãy chọn học khóa phát âm. Còn về vấn đề học ngữ pháp hay vấn đề học những cái gì đó thì chúng ta sẽ để lùi về phía sau. Khi mà các bạn phát âm chuẩn rồi thì mọi cái nó sẽ trở nên là dễ dàng hơn. Chúng ta có thể học một cách gọi là suôn sẻ hơn so với cái lúc mà chúng ta chưa hiểu gì về ngữ âm ấy. Mình hy vọng rằng là các bạn sẽ có một cái định hướng rõ ràng khi mà xác định học một ngôn ngữ nào đó. Nên học từ đâu, bắt đầu từ đâu và học như thế nào. Chúc các bạn có một cái kỳ nghỉ hè vui vẻ. Chúc bạn có thể đạt được những cái mình mong muốn. Và hơn nữa là chúc các bạn có thể phát âm chuẩn trong tiếng Anh giống như người bản xứ, chứ đừng nói tiếng Anh Việt hóa một cách thuần Việt như chúng ta đã từng nói. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn trong video clip lần sau.